Rồi toàn cảnh chợ Lá, rằm tháng giêng tại chợ Long Hải đó. Đây nè, là tiền nha, bây giờ đi mua nha, nhưng mà bây giờ đông quá nên mua hết rồi. Hết rồi hả chú? Này hết hả con? Rồi hết rồi. Còn bánh mì thôi hả? Rất là đông luôn nha. Không có chỗ gửi xe luôn nè. Để xe đầy đường luôn nha. Chợ Lá đầu năm có 102 nha. Cái địa chỉ hôm nay là ngay chỗ điện thờ Phật Mẫu Long Hải nha, ngay ngã tư đường số 42 nha. Nãy giờ đây giờ có tiền là nhiều người có tiền là nè, nhưng mà bây giờ hết rồi, đợi 2 tiếng rồi mới có tiếp. À, 2 tiếng nữa mới có tiếp rồi. Đông nghẹt luôn. Cái này là ngay ngã tư giữa đường số 42 với đường số 44 và 46 nha, ba đường, ba cái ngã tư gần nhất nha. Hết rồi. Rồi phần 1 đến đây nha, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở phần 2 nha. Bây giờ người ta đang đi lấy bánh mì với đồ ăn với lại các loại thức ăn nước uống nha. Phần 2 là hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Rồi xin chào. Đây là một phần bánh canh nè, nóng hổi nha, từ chợ Lá nha. À, phía bên ngoài nãy giờ mình quay nha, mình mang một phần bánh canh vô đây ăn nha, Happy ăn nè. Wow, mua bằng cái lá này ha. À, mua ở chợ Lá nha, do đông quá nên không có quay được cái đoạn mua được, phải cầm về đi vô liền để không có đổ nha. Ngon hả Bi? Rồi review chợ Lá ngày đầu năm, hôm nay là ngày rằm tháng giêng 2023 nha. Ok, thôi bây giờ cho Happy ăn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. À, phần 2 nha. Bánh mì vừa tới nè. Mẹ Cây Đê Hương vừa mua được hai ổ mì bằng tiền lá nha. Tại chợ Lá Long Hải nè. Mẹ Cây Đê Hương review nè. Wow. Đó, bánh mì nè đang là mua ở ngoài đó nha. Đó. Ừ dạ. Hớt sùa, sốt cà chua. Ăn luôn. Ăn luôn, ngon quá luôn. Happy. Câu review cho ba nghe coi ngon không? Gật đầu. Cái miệng kìa. Mì ngon ghê. Ngon ghê. Mì ngon à. Ăn hết luôn, ngon lắm luôn. Ăn hết ổ. À, như vậy là hôm nay mình ra chợ Lá mình ăn được á. Bánh canh với bánh mì nha, vừa uống nước suối nha.
À nước đá. Nước đá ngon ơi là ngon luôn nha. Nhật ký Happy 62 tháng nha. Hôm nay là ngày rằm 15 nhằm ngày chủ nhật, ngày 5 tháng 2 2023 nha. Đây toàn cảnh nè. Đó phía ngoài. Rồi, video phần 2 tạm thời kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại ở video phần 3 nha. Hẹn gặp lại ở phần 3 coi có món gì mới không nha. Bye bye. Rồi, bây giờ là toàn cảnh bánh mì với lại bánh canh mới làm xong nha. Rồi video phần 3 nè. Giờ nó có rau luôn. Rồi gô mặt mày tao giống đè đi thôi cái đường luôn. Lấy không đi ba cái mà. Chắc chưa đi cho thêm đi phụng kêu ăn chắc chưa đi. Chắc chưa mấy chị kìa, mấy chị chắc chưa cho bỏ ra cho miếng đó chị. Mấy nhiều mà chị bắt bỏ ra đi. Hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi. Rồi, hết rồi. Hẹn gặp lại video phần 4 nha, món mới nha. Gia đình Happy đang ở đây là ngay chỗ ấp Long Hải nè. Ngay chợ Long Hải nha, ngay ngã. Đây là đường số 42 với 44 Long Hải, đường Trần Phú nha. 42 44 Trần Phú.